Nhìn sao sai giống bánh đúc quá. Hai cái miếng xương sâm này nó rất là dai mà ha. Mà giống như những người mà ta làm bán bánh lọt với lại xa xương sâm xương sáo hột lựu gì đó. Đây mình làm xương sâm. Đây là lần kết quả là lần đầu tiên mình làm bạn nha. Đó, bây giờ mình chan một miếng này nha. Chan một xíu này vô. Nước đường hắn với lại gừng ha. Vô thử nè. Ngon không ta? Quá đã. Cái này bỏ miếng đá nữa lạnh lạnh nữa là ăn hết sảy luôn á. Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Ở clip này mình sẽ mà không biết là các bạn có biết cái lá này là gì không? Trước khi giới thiệu clip thì mình không biết là các bạn có biết cái lá này là gì không? Đây là cái lá xăm xăm bạn nha. Có người kêu xăm xăm, có người kêu xăm. Các bạn thường ăn gì ta, món bánh lọt á, nó có cái món xăm xăm này. Mà các bạn thấy ở trên báo đài, trên mạng Facebook rồi nó chia sẻ mà những cái xăm xăm này người ta làm dơn bẩn á, người ta đạp hoặc là thêm hóa chất vào. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món này ăn cho mát bạn nha. Cái món này rất đặc biệt, rất là mát. Bây giờ mình sẽ hái cái lá này nha. Hái, quy trình của cái lá này là hái vào rửa sạch và mình sẽ bò nát nó và mình chờ cho nó khô để mình dùng với đá, với đường hoặc là nước trời đất. Cúc dừa ha. Rất là ngon bạn nha. Ok, bây giờ mình hái lá này nhé. Mình sẽ giới thiệu sơ cho bạn biết cái lá này nó như thế nào nè. Đó, cái lá này nó. Bạn thấy nè, cái lá này nó có một cái nhám nhám ở xung quanh nè. Nó bằng lông lông á, nó có thể là đụng vào người mình nó có thể là bị ngứa bạn nha. Nó có thể là bị ngứa. Tuy nhiên cái lá này thì người ta ít có trồng công nghiệp lắm. Ở đây là cái vườn mình thì lâu lâu nó sẽ mọc lên một hai vài sợi để mình sử dụng trong gia đình thôi chứ mình không có bán. Đây cái lá này như vậy, lá này tôi nói là tốt á, mình thấy cái lá này to to không nè. Chỉ cầm dây điện nè, dây nè, hai con dây nè, quấn là cầm dây điện. Rồi để ngâm nha. Mà hai cái lá xăm xăm mà ở đây mình không có trồng công nghiệp á, mình trồng nó tự lên với cái đất đỏ, đất ở xứ này là xứ đất đỏ Ba Gian á, bằng hai lá tốt luôn. Rất là to. Đây là mình thấy những cái lá non, lá nhỏ thôi nha. Còn những cái lá già nó rất là to. Các bạn thấy nè, lá nó rất là bự, rất là to. Nếu mà cái này mà mình bỏ phân nữa, các bạn hiểu rồi. Nó tốt rồi, cái lá nó sẽ to ra. Tuy nhiên cái này nó lên tự nhiên, mình không có bỏ phân cho gì hết, không có bỏ thuốc gì hết. Ăn rất là an toàn, đảm bảo luôn. Chỉ cần mình làm thôi. Thì mình sẽ có một bữa hoặc hai bữa sử dụng. Nó rất là mát mẻ, rất là tốt. Thấy mà bạn hay lên Facebook á, bạn thấy người ta chia sẻ hoặc là lâu lâu thì bạn thấy người ta bắt những cái người sợ mà làm những cái lá này nè, người ta nói là làm xương xăm hột lựu gì đó, bạn thấy người ta bỏ hóa chất hoặc là người ta lấy chân á, ví dụ như vậy này, người ta lấy chân người ta đạp vào đây ha. Mà khi mà khô bạn nhé, tức là cho nó nhuyễn, nó mò nát ra để người ta lấy sử dụng lấy cái nước á, người ta mò rất là không có đảm bảo, không có vệ sinh. Nhà mình làm thì chắc chắn là bảo đảm rồi. Còn cái lá mà nó không có dùng thuốc nữa rất là ok. Ok, cái này do mình hái quá nhiều. Cái này nó làm được rất là nhiều bạn nha. Mình chỉ cần một nắm này thôi là mình dò được cái này mình chế thêm nước vào ha. Ok. Cái quá trình bò thì mình chỉ cần bóp thôi, bóp khi nào cho nó nhuyễn thôi bạn nha. Trong chút xíu nữa mình sẽ lấy cái luộc này để mình luộc lại. Các bạn thấy nè, khi mình làm thì mình sẽ chế thêm một miếng một xíu nước
nước lạnh nha bạn nha, nước đun sôi hoặc nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc. Các bạn thấy ở trên mạng người ta hay làm, người ta trong quá trình làm như thế này thì thấy nhiều báo chí người ta đưa tin đó, là người ta sẽ dùng chân người ta đạp bạn nha, tại vì cái bò cái thời gian này nó rất là mất thời gian, và nó cái nếu mà bạn làm nhiều thì cái tay mình rất là mỏi. Ở đây thì mình làm bằng tay thôi, cho gia đình mình sử dụng thì mình sẽ làm thật là kỹ, phải rửa tay sạch sẽ rồi bạn nha. Mình sẽ dò đến khi nào mà cái nước này nó, các bạn kéo cái nước này lên nó sẽ kẹo lại là ok. Và trong quá trình mình làm thì mình sẽ bỏ một xíu muối cho nó mau đặc. Em chơi trò chơi em bé em giỡn thằng cái được chưa? Không mè. Ăn được à, ăn được à, tí nữa. Đặc đặc đi cho ngon. Đâu có đặc quá nó cũng giữa. Giữa hả? Ừ. Đặc quá cái bắt đầu nó có bọt đó, mình ăn giống y như là cái phổi dừa, nó sập lập nhẹ. Nó dừa thôi chứ nó đặc quá cái bắt đầu cái bọt đó đó. Mình vớt nó không có được. Tay vô. Đó, ấy đó, được rồi đó. Ừ. Ok, sau một quá trình nhào lặn thì dắt cho ra, bỏ ra đây. Thấy dắt, mình làm dắt cho ráo. Nè, nó chảy như vậy là được rồi bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ dắt cái này cho ráo, rồi bỏ riêng ra một cái hào riêng để chút xíu nữa mình sẽ bóp lại một lần nữa. Lẹ đấy. Vừa bỏ muối vô. Rồi, mấy cái đó là cái gì? Chưa hiểu. Xanh xanh. Nhanh lên để không có đặt. Rồi, được rồi đó. Chế đây hả? Chế vô cái lượng. Từ từ. Cái tay này mày quậy vô cái vợt á. Thôi. Quậy cho nó chảy. Từ từ để nó văng sát. Ui. Mình giờ mình ăn vậy nó sạch sẽ. Mà nó ngon nữa, nó dai lắm. Còn mà mua để họ đánh ba cái mực nang á. Hai cái nó ăn nước xét đây rồi. Làm nước xét không ra xếp vô làm sao ăn. Quá nhẹ nè. Ăn vậy. Mình dò lại một lưng lưng cái thao nước nữa. Chữ gì hả? Tôi thấy có hai trái chứ đâu. Rồi bỏ đi. Lấy cái này giờ khiều quá. Khiều cái bọt quá. Khiều sao? Cầm khiều cái này ra. Đừng cái tay mày dính bọt này dính sát. Khiều bọt này. Ngấy đùa nha nè. Đó. Đùa cho nó hết cái bọt đó ra. Đó. Công phu dữ rồi. Rồi thì vậy đó, để cho nó đặt để tủ lạnh chừng khoảng 2 tiếng hồi sau. Đấy rồi hả? Ừ. Nước đặt cái nhất. Nước gì ta? Nước gừng hả? Nước. Ừ. Nước đường. Thắng đó. Rồi, vậy là xong rồi đó. Ok. Sau một cái quá trình nhào nặng nhân sâm và thêm một chút muối với khoảng lưng lưng cái ca nước này bạn nha, thì chúng ta sẽ được một cái thao như thế này. Thao này là chất lượng luôn á nha. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau là nó sẽ đầu đặc cứng để chúng ta sử dụng. Trong quá trình chờ đợi cái sâm của chúng ta nó cô đặc lại, nó đặc lại thì mình đi làm nước đường nha. Nước đường như này, cái này là gừng này mình bầm sẵn. Mò được nhiều hay ít thì chúng ta chuẩn bị cái đường này nhiều hay ít các bạn nha. Bây giờ chế nước vào, nước sôi vào cái nồi này nha. Nước này thì các bạn cũng có thể lấy nước lạnh bình thường hoặc là nước sôi thì nó mau sôi hơn. Đây mình lấy nước sôi nha. Đây sao đủ không? Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chế đường vào nha.
rồi quậy cho nó tan đường nha mọi người. Sôi cái nước đường lên rồi cái gừng này nó cũng chín các bạn nha. Bắt lửa nhỏ nhỏ thôi. Đó, nó sôi lên nè. Như vậy là gần được rồi nè. Trở lại với thành quả mình làm nè, ngày cái này là mình để thông thường thì để chừng 3 tiếng đồng hồ nó sẽ đặc nha các bạn nha. Còn ở này mình làm mình để qua đêm rồi. Các bạn thấy nè. Cái sâm này là ở nhà làm, bạn thấy cái nước đầu tiên á, tại mình để lâu á nó sẽ đặc lại, nó bị hư, nên mình chỉ làm nước đầu tiên là nó cái này, và cái nước này là mình vò lại một lần nữa là nó như này. Lý do cái này các bạn thấy nhiều có bọt nè là do mình không vớt hết bọt, các bạn nó sẽ có bọt như thế này. Tuy nhiên ở nhà mình làm mà không cần đẹp hay xấu, mình chỉ cần đảm bảo chất lượng ăn ngon là được ha. Đây là thành quả, đây mình để trong tủ lạnh được một đêm mà chắc khoảng vài tiếng, khoảng 10 tiếng à. Bây giờ mình thử nha, nước đường thì mình cũng hắn rồi đây nè. Mình làm nước đường đây. Mình thử các bạn nha. Thử cái này đi. Cái này là tùy theo bạn muốn ăn mà nó đặc nhiều hay đặc ít. Cái này là chỉ dây dai thôi bạn nha. Còn mà đặc nhiều bạn bỏ cái mực nan á, tức là cái ở trong cái phần con mực nó có cái nan á, mình cạo một xíu đó mình bỏ vào thì nó sẽ làm cho đặc nhiều. Còn ở đây mình làm dây dai thôi. Đó, thành quả của mình làm qua này. Hấp dẫn không? Đảm bảo an toàn, chất lượng, vệ sinh, thực phẩm. Các thử như bên này rồi. Này nè. Đây đi. Này là nước đầu tiên nè. Dài đầu nó đẹp. Này nó không có bọt nhiều rồi. Sao sai giống bánh đúc quá. Cái miếng xương sâm này nó rất là dai mà ha. Này giống như những người mà ta làm bán bánh lọt với lại xương sâm xương sáo hột lựu gì đó. Đây mình làm xương sâm. Đây là lần kết quả lần đầu tiên mình làm bạn nha. Đó, bây giờ mình chan một miếng này nha. Chan một xíu này vô. Nước đường khắn với lại gừng ha. Mình vô thử nè. Ngon không ta? Quá đã. Cái này bỏ miếng đá nữa lạnh nữa là ăn hết sảy luôn á. Cái bọt này á, do mình làm cái này nè, bọt nhiều quá mình ăn nó sẽ xốp xốp, giống như cái do cái bọt nó xốp xốp. Còn cái này nó ngon hơn nè, do cái này nè, cái này nó không có bọt nè, do vớt hết bọt ăn ngon hơn nè, dài hơn. Còn cái miếng này ăn nó sẽ xốp xốp. Nữa. Quá. Muốn dính nước gừng có sao không ta? Chơi luôn. Nó chảy luôn á. Bảo đảm an toàn, chất lượng, vệ sinh. Ở nhà mình làm nữa là chắc chắn là không có bị bẩn hoặc là hóa chất gì hết. Nếu bạn nào muốn làm á, ra chợ mua cái lá ăn sầm, lá người ta vẫn có bán cái lá bạn nha. Bây giờ mình bò ha.
Bò giống cái cách mình làm thì sẽ rất là ok. Thử rồi. Bắt chạy miếng nào. Thử. Quá lạ. Ok, mình vừa review cái hàng, một cái sản phẩm mà mình vừa mới học, vừa mới làm luôn lần đầu tiên. Đó là xương xanh nha, ăn rất là mát. Nếu bạn nào muốn làm thử cho gia đình mình ăn á, thì bạn thấy nè, chỉ cần một nắm lá nhỏ như thế này thôi bạn vò được hay hao rất là nhiều. Đây là gia đình mình ăn rất là nhiều. Ăn có thể là gia đình nguyên gia đình mình ăn cũng phải hai hôm mới hết á. Mình ăn còn lại thì mình bỏ tủ lạnh thôi, lấy ra là ăn bình thường. Ok, video ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.